Tham quan vườn dưa lưới nhà Nắng 2022, dưa lưới TL3 trồng trên nền đất. Dưa lưới này đã trồng được khoảng tầm 55 ngày, chuẩn bị thu hoạch. Chúng tôi đang tiến hành cắt nước để có thể là tăng cái độ đường của dưa lên. Sau đó sẽ thu hoạch và đóng gói cung cấp cho các cửa hàng rau củ quả trái cây nằm sẵn sạch trên toàn quốc. Điểm đặc trưng của cái nhà Nắng chúng tôi trồng dưa lưới đó là trồng ngoài đất, lên lúa như thế này nha mọi người, và trồng trong nhà màng. Nhìn qua dưa lưới lên rong rất là đều và đẹp. Đây, mọi người thấy đây là giống TL3. Và trong năm 2022 này là chúng tôi sẽ có những cái đột phá về giống đặc trưng sau một thời gian dài nghiên cứu, là những cái giống đặc trưng mang thương hiệu Nắng Gió, chọn lựa những cái giống có tính trạng tốt nhất, đặc sắc nhất để trồng và cho ra thị trường. Rồi thì năm 2022 này nhà Nắng sẽ đột phá bằng cách đó là cho ra nhiều dòng dưa lưới như tôi đã nói, mang đậm chất đặc trưng mà nhà Nắng đã nghiên cứu trong suốt thời gian qua. Đó là giống dưa lưới NG1 và NG2, tức là viết tắt của chữ Nắng Gió 1, 2. Chúng ta sẽ trồng và cho ra những cái quả dưa lưới đặc sản cao cấp sau khi đã chọn lọc tự nhiên và qua những cái quá trình thuần và lai tạo giống. Thì hiện tại chúng ta đang xem cái vườn dưa lưới đang trồng giống TL3, giống mà nhà Nắng chúng tôi đang trồng rất là phổ biến trong những năm qua, với những cái đặc tính như là độ ngọt cao trên 15 brix, cũng như là những cái tính trạng như là gân lưới đẹp, trái thì trọng lượng trung bình là từ 1,3 đến 1,6. Còn những cái vấn đề về cải tạo đất và chăm sóc thì nhà Nắng luôn luôn đáp ứng những cái tiêu chí khắt khe, đạt chuẩn global gap, tiêu chuẩn quốc tế. Ví dụ như về phân thì chúng tôi sử dụng hoàn toàn phân hữu cơ hoai mục, phân bò ủ hoai. Và hiện tại trong năm gần đây thì chúng tôi sử dụng phân trùng quế để bón lót cho những cái luống trồng dưa lưới này, để tăng cái phẩm chất và kích thích cho rễ nó phát triển mạnh để hấp thụ nhiều dưỡng chất từ đất mẹ hơn. Ngoài ra thì trong quá trình chăm sóc chúng tôi hạn chế tối đa không sử dụng những cái loại thuốc mà nó không tốt, mà sử dụng những cái loại thuốc sinh học an toàn, đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn global gap. Thì chúng ta sẽ đi dạo một vòng và chúng ta sẽ đo đạt các chỉ tiêu thông số như là pH cũng như là EC đất tại nhà Nắng, xem thử là nhà Nắng canh tác và cải tạo đất có tốt và hiệu quả hay không ha. Rồi chúng ta sẽ đi ra phía trước, mà tôi đã găm sẵn cái đo pH và EC. Trong vòng khoảng tầm 1 phút chúng ta sẽ đọc cái số liệu trên đó. Và đây là những cái hàng dưa lưới mà đã chuẩn bị đến cái thời kỳ thu hoạch. Trọng lượng trung bình là từ 1,3 đến 1,5. Cá biệt thì có một số trái là 1,7, 1,8. Chúng tôi sẽ chọn ra những cái giống dưa có kích thước và trọng lượng chuẩn nhất trên 80% là loại 1, tức là mỗi trái phải trên 1,3. Độ brix, tức là độ ngọt phải trên 15 brix thì chúng tôi sẽ thu và đóng gói bao bì, dán nhãn và đóng thùng. Thì tất cả các nhu cầu liên hệ mua dưa lưới của nhà Nắng thì mọi người cứ truy cập website sunwin.vn, và trong đó có số hotline mà mọi người liên hệ để chúng tôi có thể giao hàng và ship trên toàn quốc. Và hy vọng rằng trong năm mới này, người Việt Nam sẽ dùng hàng Việt Nam và sẽ dùng nông sản trái cây thượng hạng Việt Nam do chính người Việt Nam trồng. Và một cái điểm đặc biệt nữa trong năm 2022 này mà nhà Nắng đang muốn phát triển, đó là ứng dụng cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tức là một cái mô hình khép kín vườn, ao, chuồng, trùng quế kết hợp với du lịch sinh thái trải nghiệm nông nghiệp sạch. Thì mọi người hãy chờ đợi những cái video sau, chúng tôi sẽ giới thiệu và mời các bạn đến tham quan trang trại Nắng Ngoài Gió với những cái mô hình trồng nho, táo, ổi, dưa lưới, chăn nuôi bò, cừu, heo, gà, và có những cái đặc sản chế biến như táo xế dẻo, rượu, nước ép, vân vân. Và chúng ta xem thử là với cái chỉ tiêu thông số đất ở đây thì chúng ta có đạt chuẩn không ha. Thì hiện tại chỉ tiêu pH đất đang đạt đó là khoảng tầm 5.8. Nói chung là ở đây chúng tôi áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, pha dinh dưỡng và đưa vào hệ thống tưới nhỏ giọt. Đây là những cái đầu tưới nhỏ giọt chúng tôi sẽ tưới âm vào trong đất để cây và rễ cây nó hấp thụ một cách mạnh mẽ nhất. Đấy, thì pH hiện tại đạt gần 6 là ở mức ổn. Còn EC là cái công cụ để chúng ta biết được cái độ tồn dư và hàm lượng dinh dưỡng có trong đất là bao nhiêu. Thì hiện tại EC là 0,24 microsiemens trên cm. Cái hàm lượng dinh dưỡng là ở mức trung bình.
Bởi vì hiện tại chúng tôi đã cắt nước và phân để cho cây nó hấp thụ và nó tăng cái độ keo tụ cái độ đường lại trong trái. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý bà con, quý khách hàng đã xem qua video và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.